chúng ta sẽ cùng tới với câu chuyện về Triệu Hoán Minh, một trong những cầu thủ góp mặt tại VBA từ mùa giải đầu tiên. Ở tuổi 37, Hoán Minh vẫn luôn bền bỉ cống hiến cho Đà Nẵng Dragons, nơi anh đã được trao cơ hội trong 4 mùa giải gần nhất. Trong lòng chỉ suy nghĩ là anh cũng muốn chơi thêm tầm 1-2 năm nữa. 1-2 năm nữa chuyên nghiệp để mới giải nghệ, thì tại vì anh cũng mê bóng rổ lắm, anh cũng thích chơi. Ở cái đội Đà Nẵng Dragons là miếng dài nhất mọi người ạ. Love you. Anh cũng không suy nghĩ là cái tuổi tác của anh năm nay 37 tuổi hay 38 tuổi, anh không suy nghĩ, anh hoàn toàn không suy nghĩ cái vấn đề đó. Vai trò của anh vẫn là cái đầu tàu cho bọn trẻ, tại vì là bọn trẻ anh là trong đội, thì bây giờ hiện tại là anh là có kinh nghiệm hết cho mấy đứa trẻ, thì tụi nó sai cái gì hay là làm sai cái gì anh có thể chỉ tụi nó. Anh ra sân thi đấu cũng vậy, ví dụ trên sân mỗi buổi tập anh có thể giỡn tụi nó hay các kiểu, nhưng mà trong lúc thi đấu anh nói tụi trong lúc thi đấu á, tụi em trong đầu nếu mà có cơ hội được ra sân, trong đầu chỉ suy nghĩ mình chỉ là một cái buổi tập thôi, đừng có tạo cái vấn đề nhiều quá cho cái tâm lý của mọi người, nó sợ cái đó, càng sợ là càng muốn không được. Anh cứ suy nghĩ thoải mái là đến coi cũng là một, chỉ là một buổi tập, mình tập luyện vậy thôi. Tôi rất yêu quý Minh. Tôi đã từng làm việc với cậu ấy ở cấp đội tuyển quốc gia. Những ai theo dõi bóng rổ Việt Nam đều biết Minh là một cầu thủ như thế nào. Cậu ấy là một xạ thủ cực khôi và cậu ấy là cầu thủ gạo cội duy nhất mà chúng tôi đang sở hữu. Mình đã làm việc với rất nhiều huấn luyện viên và chơi ở rất nhiều hệ thống khác nhau. Cậu ấy là một vận động viên chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, luôn có mặt đúng giờ, luôn hết mình trong tập luyện và thi đấu. Nói chung là anh ra sân là chủ yếu làm thủ trước. Trong đầu thì nghĩ là anh phải hỗ trợ thủ trước. Anh không có suy nghĩ là anh ra sân anh phải lấy khoảng 20 điểm hay là 30 điểm đó, anh không có. Trong đầu suy nghĩ từ lúc bây giờ mười mấy năm chơi bóng rổ anh không có. Anh không hề. Vì sao mà làm cái gì mà giúp được đội chiến thắng là vui rồi. Tại vì bây giờ mình gán thắng được trận nào mình lấy được nó. Nói chung là trận nào của Đà Nẵng hiện tại, ví dụ tối nay cũng vậy, hay là sau đây cũng vậy, trận nào của Đà Nẵng cũng là trận chung kết hết trơn. Anh cũng nói cho mọi người biết đó, không bao giờ bỏ cuộc. Thà mình thua 10 điểm hay thua 20 điểm trắng đi nữa đi, mình cũng phải cố gắng cái kiểu mà tới hết giờ luôn, không nên bỏ cuộc. Nên anh em lúc nào cũng phải tập trung 100% sức để đánh. Tính ra là VBA năm nay là năm thứ 8 à. Năm thứ 8 mà trong khi đó là anh chơi cái giải EPL lúc trước là chắc cũng được 4 năm á, chắc cũng được nếu mà chơi thêm là được 12 năm, nếu mà nha, gán được nha là 3 năm nữa, tổng tròn là 15 năm luôn á. Thì nếu mà cho thì nghĩ anh cũng muốn kết thúc sự nghiệp ở bên Đà Nẵng luôn.